Nếu nhắc đến phân khúc xe hạng D ở Việt Nam, chúng ta sẽ nhắc ngay đến những cái tên đình đám như Toyota Camry, Honda Accord hay là Nissan Tiana, với mức giá cho những phiên bản cao cấp nhất rơi vào khoảng hơn 1 tỷ 2. Xe sang chẳng bằng xe yếu nhà mình, luôn ở bên cạnh dù nắng hay mưa. Hãy để Castrol Magnatec chăm sóc xe yêu, với các phân tử thông minh bám chặt vào động cơ, giúp bảo vệ ngay từ khi khởi động. Yêu xe, hãy dùng Castrol Magnatec. Nhưng ngày hôm nay, tôi sẽ đưa đến một làn gió mới cho các bạn, với mức giá cũng chỉ nhỉnh hơn đó một chút xíu, nhưng nó lại là xe nhập khẩu nguyên chiếc thương hiệu Đức. Thưa quý vị và các bạn, đứng ngay cạnh tôi đây là chiếc Volkswagen Passat. Hãy cùng tìm hiểu một chút về ngoại thất của chiếc Passat này. Các bạn hãy để ý, nó không hề mềm mại một chút nào cả. Nó rất là cứng cáp và nam tính. Với những ai mà thích vẻ điệu đà thì sẽ không hợp với chiếc xe này đâu. Hãy nhìn vào, hầu hết là những đường thẳng cắt nhau, thậm chí là những đường gân rất gồ ghề chứ không gân mờ như những chiếc xe khác. Ngay kể cả cụm đèn pha cũng vậy, cũng là những đường thẳng và những hình vuông rất sắc lẹm. Và tất cả hệ thống đèn ở trên chiếc Passat này, đèn đằng trước, đèn đằng sau, đều là đèn LED, full LED toàn bộ. Xe cũng được trang bị cảm biến phía trước, tất nhiên rồi. Và hãy để ý một điều nhỏ nhỏ thôi, đó chính là cái nước sơn màu trắng của Passat. Sơn trắng ngọc trai, cực kỳ đẹp mắt, rất đẳng cấp. Nó không giống với màu trắng của Mercedes-Benz. Màu trắng của Mercedes-Benz nhìn nó hơi thường một chút, nó không có cái độ bóng bẩy, điệu đà như thế này. Vâng, chính cái nước sơn nó đã làm mềm mại hơn một chút xíu cho cái vẻ gân guốc và cứng cáp của chiếc xe này. Dưới nắp capo của chiếc Passat này là một động cơ tăng áp 1.8 lít, 180 mã lực. Nếu như so sánh với người anh em cùng phân khúc đến từ Nhật Bản là Camry 2.0 thì Camry 2.0 không có cửa để so sánh về sức mạnh với chiếc xe này. Thậm chí Camry 2.5 cũng không có cửa so sánh với chiếc xe này, bởi vì 2.5 của Camry mới chỉ 178 mã lực, còn chiếc xe này đã lên đến 180 mã lực. Như vậy là rất mạnh. Và mới mức giá thì cũng chỉ chênh hơn một chút xíu so với Camry thôi, khoảng hơn 100 triệu. Chiếc xe này đang bán với mức giá 1 tỷ 450 triệu giá niêm yết, nhưng nó lại là xe nhập khẩu nguyên chiếc. Nếu như so sánh tiếp tục với một chiếc Camry nhập khẩu mà chúng tôi đã từng giới thiệu đến quý vị và các bạn, có mức giá lên đến 1,8 tỷ thì so với chiếc xe này thực sự rất khó. Nhìn ở phần thân xe, các bạn sẽ thấy ngay rằng chiếc Passat này nó có gì đó nhang nhác với những chiếc xe của Audi, giống A4, giống A6. Vâng, vì nó là anh em, tất nhiên rồi. Ngay kể cả cách cụp gương của nó cũng rất giống, nó không cụp ngang như những chiếc xe khác mà nó cụp chéo lên. Gương cũng sử dụng gương của Audi luôn. Cửa cũng là cửa mở thông minh cho cả 4 cửa, chỉ cần chạm vào thôi. Cũng vào chạm vào để khóa, rất đơn giản. Và nếu như các bạn nhìn kỹ hơn thì các bạn có thể thấy cái ngôn ngữ thiết kế của chiếc Passat này khá đồng nhất với phần đầu ở phần thân. Cũng những đường gân dập nổi, nhưng nó dập rất là gồ ghề, tạo cái cảm giác cực kỳ khỏe khoắn và nam tính, chứ không mềm mại và điệu đà. Rất khỏe, một đường gân rất lớn ở phần dưới cũng vậy, nhô ra rất rõ ràng. Chiếc xe được trang bị bộ vành 18 inch, là một bộ vành có thể nói là không quá lớn so với chiếc xe này. Nhưng nếu như với mức giá này mà bạn mua xe của Audi thì bạn không thể mua một chiếc xe cùng phân khúc như thế này được. Bạn phải mua phân khúc thấp hơn, thậm chí bộ mâm cũng thấp hơn. Như vậy, với mức giá này, Passat đang có ưu thế. Ở phần đuôi xe, các bạn cũng sẽ thấy nó có những cái nét nhang nhác giống với những chiếc xe của Audi, đặc biệt là phần đèn gần như là giống hệt, chỉ có điều chi tiết ở bên trong thì nó làm khác thôi. Camera lùi và cái mở cốp nó sẽ được giấu trong logo này. Cốp tương đối là rộng và chúng tôi đang để rất nhiều đồ ở bên trong. Camera lùi giấu khá là tinh tế. Xe cũng được trang bị cảm biến lùi. Tuy nhiên có một điều mà tôi chưa hài lòng lắm, đó chính là hệ thống ống xả.
hệ thống ống xả đáng lẽ ra nó phải được làm đẹp hơn, điệu hơn giống như những chiếc Mercedes-Benz, thì nó lại chỉ là hai cái ống như là hai ống nước thò ra, chỉ mang cái nhiệm vụ là xả khí thải thôi. Đáng lẽ ra làm đẹp thêm, điệu thêm và được đặt hai bên để cho cân đối thì sẽ đẹp hơn là đặt một bên như thế này rất nhiều. Đây là nhược điểm chung của Volkswagen cũng như là của Audi. Audi cũng hầu hết được trang bị hai cái ống nước đặt một bên, nó hơi vẹo như thế này, không được đẹp mắt cho lắm. Bước vào khoang nội thất của Passat, trước tiên chúng ta hãy nói đến những điểm tích cực của chiếc xe này. Ví dụ như là vô lăng được bọc da rất là cao cấp và cầm rất sướng tay, và nó làm theo cái phong cách của những chiếc xe Porsche, nó không tròn mà nó như kiểu hình tam giác vậy, cầm rất lạ tay và ở dưới cũng vát. Trên vô lăng thì đầy đủ tất cả những cái nút bấm để ra lệnh cho chiếc xe, và bao gồm cả ra lệnh giọng nói kết nối Bluetooth. Vâng, một chi tiết mà trước đây Volkswagen và Audi đều thiếu. Bảng đồng hồ rất giống với những chiếc xe của Audi, hai cụm hình tròn to hai bên với màn hình điện tử ở giữa, thể hiện đầy đủ các thông tin, cũng rất là rõ nét. Đèn, cảm biến ánh sáng tự động. Ghế da, chất liệu da cao cấp, ngồi êm và điều chỉnh được rất nhiều hướng, lên đến 14 hướng. Chưa hết, chiếc ghế này còn có thể massage. Vâng, tôi cũng hơi lạ là Volkswagen lại trang bị cho chiếc xe này hệ thống massage, mặc dù là nó không đấm mạnh đâu, nó chỉ co bóp thôi, nhưng nó sẽ giúp chúng ta thư giãn hơn mỗi khi chúng ta di chuyển trên những chặng đường dài. Xe còn được trang bị auto hold, phanh tay điện tử, một màn hình cảm ứng hiển thị tất cả các thông tin khá đầy đủ, kết nối Bluetooth luôn, điều hòa hai vùng độc lập ở phía trước, và gương là gương tràn viền. Vâng, điều mà BIM mới mẹc chưa làm được. Ngoài ra thì ở trên cạnh cửa gió điều hòa còn có một đồng hồ cơ, cũng khá là xịn. Về mặt thị giác thì có thể thấy là nội thất cũng làm rất giống với những cái đường nét thiết kế ngoại thất, nó đều là những cái đường thẳng rất cứng cáp và nam tính, khỏe mạnh. Thế còn những điểm mà chưa tích cực cho lắm, ví dụ những cái nút bấm ở đây đen xì và chúng ta không thể bấm, vẫn còn rất nhiều trang bị chưa được lắp trên chiếc xe này, hơi tiếc một chút. Cái phần ở dưới này là nhựa, giá như mà nó cũng làm được bằng nhựa mềm như ở trên, rất rồng da sang trọng như thế này thì sẽ đỡ rất nhiều. Ở phần trên đẹp bao nhiêu thì ở dưới nó lại là nhựa, nhưng về độ cứng chắc các bạn có thể thấy rất cứng chắc, thậm chí tôi dùng chân, tôi dùng đầu gối tôi đập vào cực kỳ cứng chắc, và chúng ta cảm nhận được cái độ bền của chiếc xe này nó như thế nào. Bước vào khoang hành khách phía sau, nếu như so sánh với Camry hay là Mazda 6 thì có vẻ như là nó không rộng bằng đâu, vẫn kém một chút xíu, nhưng hãy nhìn vào khoảng cách từ chân tới hàng ghế phía trước và khoảng cách đầu như thế này thì bạn có ngồi cỡ nào đi chăng nữa thì nó vẫn rất là rộng và rất thoải mái. Đó, tự để tay. Cửa gió điều hòa và có thể chỉnh được nhiệt độ ở khu vực này. Điều hòa 3 vùng độc lập, 2 phía trên và 1 phía dưới. Chúng ta sẽ ngồi ra giữa để xem nó có rộng hay không. Ngồi ra giữa thì đầu gối vẫn cực kỳ là thoải mái, chân cũng cực kỳ thoải mái. Ở giữa thì nó sẽ hơi bị cứng một đôi chút bởi vì chúng ta có cái tựa đề tay rất là dày. Ngồi ở đây thì sẽ thoải mái hơn. Rõ ràng như thế này đã là quá đủ cho một hàng ghế phía sau rồi. Với tôi với chiều cao này, tôi có ưỡn hẳn ra như thế này cũng còn lâu mới chạm hàng ghế phía trước. Thực sự là vẫn rất là thoải mái khi ngồi hàng ghế này. Vâng, bây giờ chúng ta bắt đầu di chuyển chiếc xe này trong nội thành. Chiếc Passat 1.8 lít có công suất 180 mã lực,
Nếu như các bạn để ý vào cái thông số của động cơ này, các bạn sẽ nhớ đến ngay một chiếc xe của Audi, đó chính là chiếc A6 1.8 lít. Và cái cảm giác ngay khi mà đạp cái nước ga đầu tiên, nó đã cho tôi cái cảm giác như lái chiếc Audi A6 vậy. 180 mã là rất bốc với điều kiện chạy trong nội thành như thế này. Động cơ mượt mà và khỏe, đúng phong cách của Đức. Tôi sẽ đi qua một vài đoạn gờ giảm tốc lớn để kiểm tra hệ thống treo. Bởi vì ngay khi mà ngồi lên chiếc xe này, tôi đã cảm nhận rằng hệ thống treo của chiếc xe này rất êm. Và bây giờ rất êm. Rõ ràng là không phải tự nhiên người ta cứ thần thánh xe châu Âu hay là xe của Đức. Nếu mà để so sánh với chiếc xe Camry nhập khẩu thì thực sự chiếc xe này không phải là quá êm hơn quá nhiều, nhưng mà cái độ rung của nó có cái gì đó nó rất là nịnh nọt cái người lái. Nó nhẹ nhàng, nó lịch lãm, êm hơn, thực sự là êm hơn. Về mặt cách âm thì rất tốt. Thực sự bất ngờ với những chiếc xe của Volkswagen nói chung và chiếc Passat này. Cách âm rất ổn, kể cả bạn tăng tốc lên. Cái cách âm từ khoang động cơ vào khoang lái rất tốt, không nghe thấy tiếng gầm của động cơ. Đây là một điều mà những hãng xe Đức làm rất tốt so với những chiếc xe đến từ châu Á. Cách âm từ bên ngoài đường, những tiếng vọng, những tiếng gió, kể cả tiếng lốp dội vào cũng rất nhỏ. Nhưng đây mới chỉ là chúng ta đi trong nội thành thôi. Lát nữa chúng ta sẽ tăng tốc, tốc độ cao ở ngoại thành, ta mới cảm nhận rõ hơn về độ ồn được. Có thể nói cái vô lăng của chiếc Passat này khá là nhẹ. Nó sẽ nặng lên nếu như chúng ta đi nhanh, tất nhiên rồi. Nhưng cá nhân tôi thì tôi thích cái vô lăng nó nặng nặng hơn một chút. Nó sẽ đem lại cái cảm giác chân thật hơn, nhất là với những chiếc xe nó bốc kiểu như thế này. Passat nhẹ hơn so với hầu hết những chiếc BMW và chiếc Mercedes tôi đã từng lái. Tất nhiên với những người mà thích cái sự nhẹ nhàng thì sẽ thích cái kiểu vô lăng nhẹ và mượt như thế này hơn. Nhưng với những người mà thích cái độ chính xác cao và thích có cái gì đó nó thể thao một chút thì phải đầm, phải nặng nặng hơn một chút thì nó sẽ sướng hơn. Nếu để ý kỹ hơn khi chúng ta di chuyển ở những con phố mà đông đúc, thường phải di chuyển chậm, các bạn sẽ dễ thấy ngay rằng cái trụ A của chiếc Passat này tương đối là nhỏ. Chưa hết, cái phần gương nó lại được kéo về một chút và không dính chặt vào cái trụ A. Nó làm giảm đi cái điểm mù của xe. Mặc dù đây là một điểm rất nhỏ thôi, nhưng tôi đánh giá rất cao. Bởi vì cái thời gian chúng ta di chuyển trong nội thành đông đúc nhiều hơn hẳn so với chúng ta đi đường trường, đường xa. Cho nên là cái tầm quan sát mà càng tốt được bao nhiêu thì nó sẽ càng an toàn hơn bấy nhiêu. Và đây chính là một lợi thế của Passat. Với động cơ 1.8 lít, 180 mã lực thì cái con số này nó lại khá lợi thế hơn so với đối thủ. 1.8 lít so với chiếc E200 2.0 lít của Mercedes là nhỏ hơn, nhưng công suất lại gần ngang nhau. Và tất nhiên mức tiêu hao nhiên liệu của Passat nó sẽ giảm hơn được một chút. Nếu như trải nghiệm chiếc xe này với chiếc E200 về sức mạnh mà ở trong nội thành như thế này thì không thể phân biệt được xe nào mạnh hơn xe nào, gần như là như nhau. Chiếc xe này 180, chiếc E200 là 184. 4 mã lực không phải là quá nhiều. Đi ở trong nội thành như thế này, nếu như nói đến nhược điểm của chiếc xe này thì thực sự là hơi khó. Nếu mà bới lông tìm vết thì có chăng là chiếc xe này không được trang bị camera 360 để quan sát được
toàn cảnh hơn, hay là có thêm cửa sổ trời để mỗi khi mà thích mở cửa sổ ra để quan sát thì thích hơn. Nhưng mà rõ ràng như thế là hơi bới lông tìm vết, bởi khả năng vận hành của chiếc xe này trong nội thành là quá ổn so với cái mức giá mà nó mang lại. Nó là một chiếc xe nhập khẩu. Nếu như các bạn gần đây có xem một chương trình của tôi đánh giá một chiếc xe Camry cũng nhập khẩu lên đến 1.8 tỷ mà khả năng vận hành cùng với tất cả những trang bị trên xe không thể bằng chiếc xe này. Vâng, tại sao người Việt chúng ta lại yêu Camry đến như vậy? Với tôi thì chiếc xe này lái hay hơn nhiều. Một số trang bị tiện ích khi mà lái trong nội thành cũng rất là ổn, ví dụ như là hệ thống auto hold, nó sẽ giúp chiếc xe tự phanh khi mà dừng đèn đỏ, tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ, auto start stop ở đây, đèn sẽ tự động bật sáng khi chúng ta đi vào chỗ tối. Những trang bị có thể nói là cơ bản cho một chiếc xe cao cấp như thế này. Nếu như trên một số mẫu xe của Audi, kể cả A6 đời trước, Audi là người anh em của Volkswagen, chúng ta đã biết rồi, thì trên Audi không được trang bị Bluetooth. Trang bị Bluetooth trên Audi, những cái mẫu cũ có vẻ gì đó hơi xa xỉ, hơi đắt. Thì trên chiếc Passat này đã có, vâng, đầy đủ. Nghe gọi điện thoại, kết nối, nghe nhạc, vân vân và vân vân, ra lệnh giọng nói, không thiếu gì cả. Thực sự để mà nói, chiếc xe Passat vận hành trong nội thành khó có điểm gì chúng ta có thể chê được, rất ổn. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoại thành vào đường trường xem như thế nào. Chúng ta đã đi ra đến đường trường, đạp ga tăng tốc. Vâng, 180 mã nó phải khác, tăng tốc rất nhanh, tiếng gầm cũng rất thể thao, nó không bị gầm lớn cái kiểu là quá yếu phải kéo một chiếc xe đi, mà tiếng gầm rất mạnh mẽ và thể thao. Chỉ hơi tiếc rằng chiếc xe này không có lẫy chuyển số. Với cái sức mạnh như thế này, nên chăng có lẫy chuyển số thì nó sẽ tăng cái cảm giác thể thao hơn nữa. Tất nhiên vẫn còn cái nút cộng trừ ở đây, mà tôi thì tôi thích cái cảm giác được gạt gạt ở đây hơn, nó nhanh gọn, nó tiện hơn. Muốn vượt xe nào là chúng ta chỉ cần lách cách một phát là chúng ta vượt được ngay. Khả năng tăng tốc rất ấn tượng. Khi mà đi ra đoạn đường trường vừa rồi, có một số những cái đoạn đường xấu, các bạn có thể cảm nhận rõ được cái tiếng ồn rộ vào trong xe, nhưng mà về cơ bản vẫn chấp nhận được. Chúng ta đi tốc độ khá cao, tôi sẽ tăng tốc và đoạn đường này nó sẽ êm hơn. Rất êm ái, rất rất êm ái. Phải nói lại thêm một lần nữa rằng cái khả năng cách âm của Passat thực sự là ấn tượng. Rất êm. Tôi không nghĩ rằng mình đang ngồi trên một chiếc xe nhập khẩu chỉ có mức giá 1 tỷ tư, hơn 1 tỷ tư một chút, mà lại đem lại cái cảm giác kiểu như thế này. Đổi làn đường đột ngột, rất gọn gàng, rõ ràng. Đây là một chiếc xe Đức, và xe Đức nó phải được như thế này. Xe có cruise control, chúng ta sẽ ấn ở đây, set ở đây, rất đơn giản. Một tính năng tiết kiệm nhiên liệu mà tôi rất yêu thích. Nếu mà đi cruise control ở giải tốc độ vừa vừa phải thì mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này nó chỉ hơn 4 lít một chút thôi. Thật đáng kinh ngạc. 4 lít 8, 4 lít 6, 4 lít rưỡi. Cái mức tiêu hao nó sẽ thay đổi liên tục tùy vào độ dốc của con đường. Nhưng mà chiếc xe này tiêu hao loanh quanh ở khu vực khoảng 4 lít rưỡi, 4 lít 8. Một con số rất ấn tượng với cái sức mạnh như thế này. Tự chung lại,
với mức giá khoảng trên 1,4 tỷ cho một chiếc xe nhập khẩu của Đức. Và với những gì bạn nhận được từ cảm giác lái, từ những trang thiết bị, từ khả năng cách âm, thì thực sự nó quá đáng để lựa chọn, quá đáng để cân nhắc so với một số những chiếc xe mà bạn vẫn thần thánh. Hãy thử để tự mình cảm nhận, bạn sẽ tin rằng đây là một chiếc xe xứng đáng trong tầm giá.